Sáng ngày 28 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức cuộc họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020. Dự họp có ông Trần Minh Thái và ông Trần Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm, trong tháng 5 vừa qua, giá trị sản xuất của các ngành kinh tế trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên 1.500 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 348,2 tỷ đồng, giảm 2,5% so với cùng kỳ. Công tác phòng chống hạn và phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm được chú trọng. Tình hình khai thác hải sản có nhiều thuận lợi. Tổng thu ngân sách thành phố trong tháng ước đạt 43,2 tỷ đồng. Một số công tác khác như quản lý đô thị, trật tự xây dựng và quản lý tài nguyên môi trường cũng được các ngành chức năng của thành phố tập trung thực hiện. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục duy trì, tập trung tuyên truyền thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, chi trả kịp thời các chế độ chính sách cho người có công. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông từ thành phố đến xã phường luôn được chú trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó còn tăng cường huy động các nguồn lực để mạnh đầu tư phát triển các dự án, công trình trên địa bàn, chú ý sớm hoàn thành công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh, triển khai phương án phòng chống hạn, đảm bảo nước phục vụ dân sinh, nước uống cho gia súc và nước tưới cho cây trồng vụ hè thu. Triển khai các biện pháp thu ngân sách đảm bảo chi cho hoạt động chính trị của địa phương, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè trên địa bàn thành phố, đẩy mạnh tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, quản lý trật tự đô thị, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng nhắc nhở các ngành nhanh chóng hoàn thành các bước chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố sắp tới, tập trung cho công tác tuyên truyền và trang trí cờ hoa, vệ sinh môi trường, tạo không khí trang trọng và phấn khởi, góp phần cho đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.